Anh Quang đang trở lại với tất cả quý vị trong chuyên mục Chuyện Người Nổi Tiếng của chương trình Chìa Khóa Showbiz. Và thưa quý vị, xin được giới thiệu khách mời lần này, nữ ca sĩ Vân Quỳnh, Việt Nam Idol. Chào anh Khoa và Vân Quỳnh, xin kính chào quý vị. Khi mà em ký hợp đồng với lại công ty MFC Bạn Yêu Nhạc, là một trong những công ty giải trí đầu tiên và lớn nhất theo công nghệ giải trí của thành phố Hồ Chí Minh thời bấy giờ, thì em là người một trong những cô bé đã ký hợp đồng đầu tiên. Vân Quỳnh có thể gợi nhớ một tí về 15 năm về trước được không ạ? Cái cơ duyên mà đến với MFC là Quỳnh cũng tình cờ mà thôi, bởi vì em đã đi thi một cái chương trình tầm cỡ quốc tế, thì bên chị Thủy bên MFC có mời em đến, và khi mà hợp tác những bài hát thì em chỉ biết là em được hát, và được hát những cái bài rất là thích, yêu thích mà thời bấy giờ là những cái dòng nhạc của Celine Dion là rất là nổi tiếng. Và em đã hát một bài hát là It's Hard to Say Goodbye cùng với lại anh Minh Quân. Thì bài hát đó được rất là nhiều bạn trẻ lúc đó thời bấy giờ rất là thích. Thành ra mình cảm thấy là đây cơ duyên rất là may mắn đối với Quỳnh. Được thực hiện ước mơ của mình, được đứng trên sân khấu, được thể hiện cái hoài bão của mình và được mọi người nghe mình hát. Có nghĩa là đó một cái công việc để mình thấy mình là một người của công chúng rồi. Thì cái cảm giác của bạn lúc đó thế nào? Cảm giác hả? Lúc đó nó xảy ra nó quá là nhanh, thành ra Quỳnh cũng chưa có kịp bình tĩnh lại để mà suy nghĩ lại. Đi đến bây giờ thì nghĩ lại là cũng có rất là nhiều người chú ý đến mình, và mình được cái cơ hội đó rất là quý giá. Trong khi các bạn thời bây giờ thì cũng có rất là nhiều bạn có rất là có tài nhưng mà ít có được những cái cơ hội đó. Thành ra giờ suy nghĩ lại thì Quỳnh cảm thấy rất là may mắn. Có bao giờ bạn tiếc nuối vì những cái mình đã lỡ, phải dùng từ lỡ, khi mà bây giờ chúng ta nhìn lại? Bởi vì nếu không có những cái này cái kia xảy ra thì biết đâu cái con đường đi của Vân Quỳnh nó suôn sẻ và bây giờ người ta sẽ không nghĩ bạn là một ca sĩ mới. Mới cũ gì đối với Quỳnh thì do cái kinh nghiệm đường đời của mình nó cho mình cái cảm giác được thể hiện được tất cả những cái gì mình trải qua, thì Quỳnh cảm thấy là nói lỡ thì một số người như là cả anh Khoa cũng cảm thấy là hơi bị tiếc cho Quỳnh. Quỳnh cũng hiểu, nhưng mà Quỳnh nghĩ là không biết được lúc mà Quỳnh không đi nước ngoài thì Quỳnh ở đây Quỳnh sẽ như thế nào, mình cũng không biết trước được. Nhưng mà Quỳnh cũng rất là cảm thấy rất là vui để được trở lại bây giờ và ngồi đây với anh để tâm tình với quý vị. Anh vẫn dõi theo những cái hoạt động của bạn ở nước ngoài, mặc dù biết rằng là bạn đi học và bạn chỉ tham gia trong cộng đồng người Việt về âm nhạc bởi vì là để đỡ nhớ nghề, đúng không ạ? Và cũng để thực hiện cái đam mê của mình. Nhưng bạn đã có một cái bài hit lúc bạn ở hải ngoại, đó là cái bài Dẫu Có Lỗi Lầm. Chắc là phải nói là tính của em hơi bị lúc đó hơi hời hợt, còn hơi ngây thơ và ham chơi. Thành ra mặc dù có những cái sự chú ý đó nhưng mà em lại cũng chưa bao giờ hài lòng với bản thân mình cả. Có thể là khi mình đạt được cái gì nó quá dễ dàng thì mình không có quý trọng nó. Đến bây giờ thì trải quá nhiều rồi mình mới quý trọng từng tí một. Sẵn mà anh em mình hội ngộ với nhau thì có thể có nhớ là bài hay đó không? Có thể hát tặng anh một đoạn của Dẫu Có Lỗi Lầm được không ạ? Thì gần đây cũng có rất là nhiều người hỏi thăm Quỳnh là sao nhớ hả? Sao không hát bài đó hả? Bài đó đi thì em có Quỳnh có hát bài đó à? Thì không, sẵn đây hát thử miếng ha. Nói cho em vì sao anh bỗng ra đi, nói cho em những điều từ lâu anh giấu. Dẫu em có lỗi lầm, không có anh em sống sao? Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng, chứng giám cho cuộc tình em dành cho anh. Có biết rằng lòng em mãi yêu anh không đổi thay, và dù ta đã xa tận chân trời nào, lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên. Anh có biết rằng lòng em mãi luôn trao anh. Vân Quỳnh lại mạnh dạn biến mình thành một thí sinh và cầm tấm thẻ để thực hiện một giấc mơ khác, để sẵn sàng rũ bỏ tất cả. Và anh nghĩ hơn hết, chúng ta đừng bao giờ chúng ta nói chúng ta chinh phục ai hết, mà là chinh phục chính bản thân mình. Bởi vì là vượt qua cả những cái của bản thân, đúng không ạ? Để đến với thần tượng âm nhạc Việt Nam. Có thể chia sẻ, anh Quang nghĩ đó cũng là một trăn trở.
Phải nói là Quỳnh rất là, đầu tiên rất là ngại và không biết là mình quyết định nó có đúng hay không. Nhưng mà cái mình nghĩ là mình không còn gì để mất. Quỳnh nghĩ không còn gì để mất. Và cái bước khởi điểm như thế này rất là quan trọng và phải có những cái sự dũng cảm và vượt qua chính mình, đó là cái sự mặc cảm riêng của mình. Chính vì thế nên Quỳnh đã cố gắng hết sức mình để đứng trên cái bữa audition đó. Thì anh Thanh Bùi có nói là sao em nhìn trông lạnh lùng và không có cởi mở với khán giả, và anh thấy có cái gì đó như là em kìm hãm lại. Thì cũng có cái lý của nó, bởi vì Quỳnh vẫn còn ngỡ ngàng với rất là nhiều thứ. Lúc đó là em mới về đây có được một tháng thôi, chưa đầy một tháng để mà đưa cái mặt mình lên lại. Thì mình cảm thấy là rất là rung, rất là rung, và không biết là sự tiếp đón của mọi người như thế nào, tích cực hay là tiêu cực. Nhưng mà em đã nói trước, trong đầu mình là phải có cái tinh thần thép. Thì cái tinh thần thép đó nó có thể giúp mình vượt qua được mọi thứ. Và cái điều quan trọng nhất là từ sau cuộc thi, từ sau khi mình đã chinh phục được bản thân mình rồi, thế thì cái con đường đi, cái hướng đi, rồi những cái ấp ủ, những cái kế hoạch của mình từ bây giờ như thế nào Quỳnh ạ? Cũng nói là bây giờ là cũng là mùa Vu Lan, thành ra em mới vừa ra cái single là một bài hát Papa dành tặng cho bố của em. Thì bài hát này cũng là đánh dấu là một cái chặng đường em hát ở bên ở Vietnam Idol mà thôi. Và sau này những cái dự án tiếp theo thì Quỳnh muốn đi theo dòng nhạc gọi là trẻ nhưng có tư duy khá là nước ngoài một tí. Dance cũng có và tự sự ballad cũng có. Nói chung là em muốn đa năng nhưng mà nó có một cái chiều sâu. Thế thì như em nói, em cũng đang thử sức mình và em đang thể hiện những cái gì mà em thích, từ dance, từ pop, từ R&B, từ funk vân vân. Thật ra cái dòng nhạc nào là cái dòng nhạc mà Quỳnh cảm thấy rằng là nó hợp với mình, và thật ra là đối với thị trường thì đó vẫn đang là một cái thị hiếu để em gần hơn và dễ chạm đến với các khán giả hơn. Có lẽ là quý vị cũng biết em qua dòng ballad. Thì em nghĩ cái đó vẫn là cái mà điểm mạnh của em về ballad. Nhưng khi mà nói là tư duy của em nó sáng tạo khi mà em qua bên nước ngoài, thì em cảm thấy là cái dòng không phải là dance nhưng mà nó là sôi động hơn tí. Như Lady Gaga cũng có thể là vừa đánh đàn vừa hát nhạc ballad được, mà vừa nhảy cũng có. Thì em cũng muốn đi theo một cái khả năng như vậy. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đến với cuộc trò chuyện của anh em chúng tôi. Còn bây giờ anh Khoa xin mời quý vị cùng tiếp tục trở lại trường quay trong những chuyên mục tiếp theo.